Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trịnh Gia Bảo lớp 5 năm trường tiểu học chu Văn An Hôm nay mình xin trình bày một bài mình đã viết về chủ đề kế hoạch cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến Chủ đề sách và khát vọng cống hiến năm 2022 cô về những cuốn truyện hay dành cho tuổi học trò Thì em thích nhất là bộ truyện Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Cuốn sách nổi tiếng này được xuất bản vào năm 1995 Có nhiều tập được chuyển thành phim Tổng cộng cả bộ cả một bộ truyện có 54 khổ nhỏ và 9 khổ, tập khổ lớn đã được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đào ngay tại Việt Nam. Cùng với đó, trung bình mỗi tập khổ nhỏ thì sẽ có 164 trang trong một tập. Đồng hành cùng chúng ta trong tất cả 54 tập là ba nhân vật chính. Đầu tiên là Quỷ Ròm. cậu là hần đồng cái môn toán lý hóa của trường tự do, rất được thầy cô yêu quý cùng với Võ Hạnh cậu là một trong hai bố điện tử của nhóm nhiệt tình vì bạn bè tự trọng, tự trọng cao đến nỗi nhiều khi hành tự ái lém lĩnh mồm mép và hỉnh hoảng ba hoa quá trớn có tài nó phét trơn như bồi mỡ rất khéo léo trong môn bóng đá dù thể chất yếu đó là những đặc điểm nổi bật của cậu tuy rất tốt nhưng cậu lại có tính hay nôn nóng mỗi khi giảng bài cho thằng bạn tiểu long khù khờ là quát ôm sòm cái tiểu Long rất sợ Chân tay gầy khẳng gầy kheo Nhưng lúc nào cũng ba hoa chịu đánh nhau Dù rất tốt bụng nhưng nhiều khi lại hơi vô tâm Và ngoài đối với chuyện học hành và thí nghiệm Cậu lại là một đứa trẻ lười biếng Thường xuyên đùn đẩy công việc Nhà cho em gái và bà Ngoài ra cậu còn rất nhát gan Giỏi ở thật đam mê toán và hóa học Thần tượng là nhà ở thật David Copperfield. Thứ hai, Tiểu Long, tên thật là Nguyễn Minh Long. Khi quý ròm nghe cậu mơ ước trở thành võ sư, võ sư quốc tế, cậu quý đã trêu chọc cậu bằng cách đổi tên thành Tiểu Long và võ sư Huyền Đai đệ nhị đẳng Taekwondo rất giỏi võ, tay chân cứng như thép nguội, nổi tiếng với môn hít đồ công, đưa đầu ra đỡ đòn của đối thủ. Tuy giỏi võ như vậy, nhưng sức học chỉ thuộc loại trung bình yếu trường môn thể dục ra thì các môn còn lại đều yếu cuối cùng là nhỏ hạnh đứa gái duy nhất trong nhóm có óc điện tử còn vượt trội hơn quý ròm học giỏi đều tất các môn chứ không chỉ toán lý hóa như quý ròm tính tình dịu dàng kiên nhẫn tốt bụng điềm đạm ham học và học đọc rất nhiều sách nên không thái đến mức được mệnh danh là bộ từ điển biết đi tuy nhiên chân tay lại rất vụng về, mê muốn bò viên nên thường bị quý ròm đem ra treo chọc, mê bò viên đến nỗi ước mơ sau này sẽ đi bán hủ tiếu bò viên, ước mơ kỳ quái đến mức ai nghe cũng phải lắc đầu, cô nhét gan thậm chí có phần hơn quý ròm và rất được thầy cô trao yêu quý. Sách là một trong những phương tiện giải trí tuyệt vời. Kính Vạn Hoa là một trong những người cùng chơi hoàn hảo qua từng tập truyện những diễn biến tâm lý, hành động lối cuốn. Khi mũi lòng xúc động, lắm lúc lại cười ra nước mắt với những tình hướng trời đất ơi, đất hỡi mà nhóm bạn gặp phải người ta dễ dàng xúc động cho hoàn cảnh của ha, của An Hem Mộ, coi đảo, xoài bông, bí mật kẻ trộm hay giật mình sợ hãi với con mã con ma đôi khi lai like, đồng cảm với những nhân vật trong mối quan hệ trường lớp qua họa mi một mình cô giáo trinh giữa bạn bè trong lớp dù có nhiều xích mích nhưng khi gặp khó khăn vẫn không ngừng ngại giúp đỡ phản phất trong từng trang truyện hài hước dí dỏm là một là một giá trị giáo dục to lớn Hãy dài theo quyển sách là những bài học Thực trạng được bác Nguyễn Nhật Ánh đưa vào hết sức tinh tế Những vấn nạn tệ nạn đường à, tại nạn học đường như bạo lực bảo kê hay trẻ em cơ nhở đường phố mối nguy hiểm vất vả của nghề sĩ tất cả đã giáo dục lên nhân cách từng lớp trẻ học đọc qua kính vạn hoa nhìn cuộc sống qua kính vạn hoa để thấy muôn màu muôn vẻ nhìn qua kính vạn hoa để thêm yêu đời yêu cái tuổi mới lớn yêu cái như thời còn sợ bóng sợ gió yêu cả những rung động đầu đời ngây thơ trong sáng yêu và học các ước mơ kính vạn hoa là tuổi thơ của tôi của em quyển sách đã thổi một làn gió làm mầm sống trong em sinh sôi nảy nở đối với quyển sách ta luôn tìm kiếm những nét riêng lối kể chuyện của bé ánh trong cho tôi một vé đi tuổi thơ là cách kể song song của nhân vật hàng cứu mùi khi còn bé và ông mùi khi gần 50 tuổi. Còn đối với Kính Vạn Hoa, đó là một giọng kể hài hước dí dỏm, lối kể chuyện logic dễ hiểu. Chính lối kể chuyện đặc biệt này đã lôi cuốn độc giả theo từng trang sách kính vạn hoa là một cuốn sách hay tiêu biểu cho nguyễn nhật ánh một cuốn sách dành cho những ai đang lớn những ai muốn tìm về khoảng thời gian tươi đẹp ấy em đã chìm đắm trong thế giới kính vạn hoa và ngày càng say mê đọc sách đọc sách là một thói quen cực kỳ quý giá và hữu ích chúng ta nên tạo cho mình thói quen tốt này bằng việc tìm và đọc những cuốn sách hay hữu ích sẽ rèn luyện lên cho mình những kỹ năng tốt và cách phản xạ ứng biến tinh thường hãy xây dựng thói quen tốt đẹp này bằng cách đọc một quyển sách phù hợp với bản thân bạn sẽ tìm ra hứng thú và đam mê trong từng trang sách